Bạn có mệt mỏi vì luôn phải kéo lê chiếc máy hút bụi cồng kềnh nặng nề vướng víu mà lại đắt tiền quanh nhà? Bạn vừa mới bắt đầu hút bụi được một lúc đã muốn bỏ dở công việc rồi. Việc lau dọn nhà cửa có lẽ nào lại phức tạp đến thế? Những gì bạn cần chỉ là một chiếc máy Dirt Bullet 2 trong 1, chiếc máy cực kỳ độc đáo kết hợp chức năng hút và thổi trong cùng một sản phẩm. Nhờ có thiết kế hiện đại và quai đeo có thể điều chỉnh, chiếc máy giúp cho công việc hút bụi cho cả ngôi nhà rộng của bạn giờ đây thật dễ dàng. Dirt Bullet chẳng làm bạn phải tốn công sức vì nó được thiết kế với trọng lượng cực nhẹ đến khó tin. Nó hoạt động thật đa năng, hút sạch bụi ở những ngóc ngách nhỏ mà chiếc máy cồng kềnh không thể làm được. Sức hút của nó mạnh đến mức có thể cuốn mọi mảnh vụn rác trên đường đi. Bạn gặp khó khăn khi phải hút sạch những vùng khuất, ngóc ngách như thế này phải không? Chỉ cần nhấc Dirt Bullet lên và bạn sẽ thấy mọi việc không khó như mình nghĩ. Cho dù chỗ đó rất cao, hay tận dưới gầm, hay ở những cạnh khuất, hoặc ở trên cao phía trước, phía sau, hoặc phía dưới, hoặc xung quanh, kể cả hút bụi ngoài ngôi nhà của bạn. Sẽ không còn nữa cái thời bạn phải trói mình với những thiết bị hút bụi cồng kềnh nặng nề và đắt tiền. Dirt Bullet thật nhỏ gọn và chẳng làm bạn phải tốn sức khi mang nó lên cầu thang, nó thật hữu dụng. Và bạn không còn phải lo lắng về việc lông thú nuôi trong nhà mắc vào ghế sofa. Dirt Bullet giúp bạn làm cho nó biến mất chỉ trong nháy mắt. Dirt Bullet là những gì bạn cần để đơn giản hóa tối đa và tối ưu hiệu quả công việc hút bụi cho bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay bây giờ và đặt mua sản phẩm Dirt Bullet, một thiết bị hút thổi 2 trong 1 thật gọn nhẹ. Với quai đeo có thể điều chỉnh, cộng với 4 miệng nối được thiết kế đặc biệt để hút sạch mọi ngóc ngách trong ngôi nhà bạn, bạn cũng sẽ nhận được một vòi dài và một vòi ngắn, cùng với 3 ống nối giúp bạn có thể chạm đến mọi nơi cần hút bụi. Và chúng ta cũng nhận được đầu nối đa năng và 4 miệng nối để sử dụng cho chức năng thổi. Nhưng đó chưa phải đã hết, bạn sẽ nhận được một bàn chải đặc biệt để hút sạch lông thú nuôi trong nhà. Đây là sản phẩm vô cùng độc đáo hiện nay, kết hợp 2 chức năng hút thổi, sử dụng dễ dàng, tiện lợi vô cùng. Còn chần chừ gì nữa, ngay từ bây giờ hãy nhấc máy, gọi cho chúng tôi để được tư vấn chính xác đầy đủ và hưởng thụ hoàn toàn miễn phí dịch vụ giao hàng và sau bán hàng tận nhà. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.